Vâng, xin chào các bác ạ. Tiếp tục thì em sẽ có một video về một chiếc 2 tấn ạ. Một chiếc 2 tấn Komatsu thần thánh cho các bác. Komatsu thì rất nhiều bác thích ạ. 2 tấn trừ 12 số sàn, nâng hạ cơ bản ạ. Bác nào làm gỗ nhẹ hoặc là làm vật liệu xây dựng dùng 2 tấn đời này vẫn ok ạ. 2 tấn nâng hạ vẫn thoải mái, gạch xi các thứ ok hết. Chiếc này số sàn ạ, cực kỳ chất, cực kỳ khỏe luôn. Chiếc này của em là sử dụng động cơ 4D94E. Sau đây thì em sẽ chạy thử và nâng thử tải cho các bác xem. Sau đấy thì các bác sẽ xem đến động cơ rồi xem tổng thể xe. Xe như chiếc này là em vừa cập bãi luôn. Bác nào có nhu cầu thì có thể alo luôn hoặc là qua xem trực tiếp tại bãi. Chiếc này là số sàn nhá, số sàn nâng hạ cơ bản. Nói chung là xe nâng mà về Komatsu thì không phải bàn được, Komatsu là thương hiệu số 1 rồi. Đấy, nâng kệ gạch rất là nhẹ nhàng đó. Các bác làm vật liệu có thể yên tâm luôn. Nhiều bác, rất nhiều bác sử dụng 2 tấn đó, giá thành vừa phải mà nâng hạ vẫn thoải mái luôn, dư sức. Chiếc này số sàn, nâng hạ cơ bản, chạy cực kỳ khỏe. Hai tấn ạ. Đây em sẽ cho bác xem được phần động cơ 4D94E. Hết dầu. Ngay là hết dầu. Dầu. Động cơ 4D94E cực chất luôn ạ. Chiếc này của em thì đang bị hết dầu vừa về bãi nên là chưa kiểm tra được. Nguyên bản hết, mọi thứ đều nguyên bản. Máy chạy cực kỳ luôn, máy móc sáng. Cực chất vô giá. Hoạt động có 5.000 giờ thôi, 5.800 giờ thôi. Số sàn nâng hạ cơ bản 2 tấn. Komatsu trừ 12 ạ. Xe thì sơn zin còn tương đối là đẹp. Các bác có nhu cầu về chiếc này thì alo luôn cho em qua hotline. Hiện tại bãi em vẫn đang còn 4-5 chiếc trừ 12 nữa, 2,5 tấn và 2 tấn ạ. Các bác nếu thích trừ 11, trừ 12 hoặc là các đời loanh quanh tầm này chạy cực kỳ trâu bò mà khỏe thì cứ qua bãi em ạ. Các bác cứ qua test xe thoải mái, chạy thử em báo giá cho các bác tham khảo. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Các bác có nhu cầu cập nhật video mới về xe thì có thể alo cho em qua hotline hoặc là qua xem trực tiếp tại bãi luôn. Hiện tại thì bãi em lúc nào sẵn rất là nhiều xe, cả gần 100 chiếc cơ. Đấy, các bác cứ qua xem thoải mái thôi. Bãi em thì mở 24/24, các bác cứ qua xem tham khảo thoải mái, xe rất là nhiều. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.